Tập 24. Trịnh Bách Hút cố lên! Trịnh Bách Hút cố lên! Tiếc thật, đã hết giờ rồi. Thành tích của ngày hôm nay là 42-42, hòa nhau. Đội Quang Minh và đội Minh Quang mọi người đều vui vẻ. Hòa hòa kìa. Được rồi, mình không chọc cậu nữa, mình đi trước đây. Thầy Thường đang đợi Du Tử Duệ. Trả dây chuyền, mình biết rồi, mình đang làm việc. Trả dây chuyền nghe chưa? Trả dây chuyền lại đi, mình biết cậu tặng dây chuyền cho mình rồi, đi đây. Tử Duệ, tại cô mà không lấy được điểm cuối cùng đó, liên quan gì tới tôi chứ? Cũng phải, IQ của cô nói gì cũng không hiểu đâu. Ai mà hiểu được cách diễn tả của anh chứ? Được rồi, đi tắm đi. Sau khi tắm xong thì fan còn đợi bên ngoài để chụp hình ký tên với anh đó. Cô nóng không? Không nóng, tôi thấy cô nóng chết đó. Tôi không nóng mà. Ra rồi kìa. Anh Hút. Anh Hút, cảm ơn, cảm ơn. Anh phải dùng đấy, cảm ơn. Cảm ơn. Anh Hút tặng cho anh này. Hải Cẩu à, đây là em chuẩn bị riêng cho anh thích không? Tôi thích lắm, cảm ơn nha. Cũng được rồi đấy, giải tán đi. Cô gái này, ban nãy cô thấy cháu chụp chung 3 lần rồi đấy. Còn cô bé mập kia nữa, cầm 5 quyển đã ký 5 lần rồi. Các cháu muốn Hút Hút mệt chết hay sao vậy? Được rồi, giải tán hết đi. Nào, đưa đồ cho cô. Cô là ai vậy? Sao lại quản lý bạn cháu? Cô là ai? Cô nói cho các cháu biết, cô là người lớn tuổi nhất trong các fan, là nhân sâm già của fan, hoàng kim của Hút Nhật. Các cháu phải nghe lời của cô, giải tán hết đi. Sao lại có fan già như cô được chứ? Cô là anti fan hả? Đúng đó. Cô bé này còn nói lung tung nữa, cháu có tin là cô đánh cháu không? Các bạn Hút Nhật, các bạn à, thật ra thì hôm nay không đủ thời gian. Hút của chúng ta chút nữa còn phải đi đến nơi khác, nên hôm nay hơi vội. Cảm ơn mọi người, hôm nay đến đây thôi được không nào? Cảm ơn, cảm ơn. Nào nào, đưa cho tôi đi. Nào nào nào, em sẽ nhớ anh đấy. Đúng vậy. Tạm biệt. Anh Hút tạm biệt. Anh Hút tạm biệt. Đừng chen. Mau đóng cửa lại đi, đừng để fan lên. Mau đóng cửa lại. Thật là, thật là. Anh Hút, em yêu anh. Anh Hút. Ôi trời ơi, chiếc xe này sang trọng thật, rộng hơn cả nhà của cô nữa. Có cả tivi nữa nè. Cô à, cô về nhà chứ? Hay là để bọn cháu đưa cô về nha? Vậy thì tốt quá. Cô cũng nhờ anh Hút mới được ngồi chiếc xe sang trọng như vậy. Cô à, cô gọi cháu là Hút Hút được rồi. Còn nữa, Tiểu Tuệ còn gây chuyện với cô nữa không? Tính cãi lại lắm, học cô cả thôi, không sửa được đâu. Nhưng mà bây giờ con bé như trở thành một người khác ấy. Thật không ngờ con bé có thể ngoan ngoãn đọc sách. Cứ tiếp tục như vậy thì có trường đại học hạng 3 nào đó không có mắt nhìn cũng nhận con bé thật đấy. Sao cô lại không tin tưởng con gái mình như vậy chứ? Sao lại là trường học hạng 3? Sao cô biết cô ấy không thể thi vào trường hạng nhất hạng 2? Con gái của cô hiểu mà. Nó vốn đã không có tố chất đó. Nó có thể trở thành như ngày hôm nay là cô đã phải cảm ơn trời đất rồi. Hút Hút à, cũng nhờ cháu đấy. Cháu là cứu tinh của mẹ con bằng cô. Hôm nay con bé cứ muốn đến, nhưng mà cô cản nó đấy. Con bé đã đồng ý sẽ không tham gia hoạt động của fan trước khi thi đại học xong. Vậy nên hôm nay cô mới đến thay cho con bé. Vậy cô về chuyển lời cho Tiểu Tuệ giúp cháu. Nếu cô ấy thi đậu đại học thì cháu sẽ mời cô ấy đi ăn lần nữa. Có phần thưởng như vậy thì cô tin nó sẽ cắm cúi học từ sáng tới tối cho coi. Có khi còn đậu đại học Bắc Kinh nữa đó. Cháu tin là Tiểu Tuệ làm được. Món fan tặng này cũng đáng yêu thiệt. Để đâu cho anh đây? Trong phòng hay ngoài phòng khách? Để trên bàn là được rồi. Được. Chân Chân,
Vừa thu âm bài hát chủ đề cho album mới xong, rất muốn cho em nghe. Không biết em có muốn nghe hay không? Ai vậy? Liên quan gì tới anh chứ? Tôi khuyên cô nha, có những việc đừng nên xúc động quá, đừng có để phải khóc đến mức thành một con gấu trúc, hai mắt đen thui. Anh nói cái gì vậy? Ai khóc hả? Cô đừng có nóng, tôi chỉ ví dụ thôi mà. Đi đây. Khoan đã, khoan đã. Tôi muốn uống nước ép trái cây. Anh tự làm đi. Mới mua tôi không biết dùng. Sách xem hướng dẫn đâu? Tôi không biết chữ. Tôi cũng không biết. Không có nước ép thì nước suối nông phu cũng được. Tôi đi được rồi chứ? Này anh sao thế? Đau bụng quá. Anh có cần vào bệnh viện không? Không đi bệnh viện gì chứ? Không được, tôi không đến bệnh viện nữa đâu. Anh đau thêm cho tôi đi. Chuyện gì vậy chứ? Bụng của tôi. Cô chọc tôi làm gì? Tôi đã đau thế này rồi mà. Cô đừng để ý đến tôi. Cô đi đi. Cho anh biết nha, diễn xuất không phải sở trường của anh đâu, nên là anh phải luyện tập thêm vô. Diễn xuất không phải nghề của tôi. Thiên tài như tôi thì học gì mà không được. Diễn xuất hả? Bụng tôi đau quá. Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Làm thần tượng, nói thẳng ra là phải trở thành một món hàng để các fan sùng bái. Món hàng đó không được yêu, không được thân mật với con gái, có lẽ những công ty quản lý khác sẽ nhắm mắt mở mắt cho qua. Nhưng ở Star Entertainment, tôi sẽ không cho phép xuất hiện tình trạng đó đâu. Tôi là nghệ sĩ của Star Entertainment. Tôi không được yêu, không được có tin đồn, không được có bạn gái. Hơn nữa, tôi muốn hát những bài hát mình muốn cho cả thế giới nghe. Vì việc này tôi có thể từ bỏ mọi thứ, bao gồm cả em. Nhưng tôi vẫn mong trong thế gian giả dối này có một người thật sự hiểu tôi. Người đó không phải là tôi. Hôm nay không phải món kinh dị nữa đâu. Cơm chiên cháu thích nè. Ăn đi. Cháu không muốn ăn. Sao nữa vậy? Người không phải bạn trai của cháu đến rồi kìa. Chuyện gì vậy? Có cần ông gửi cho một tấm thẻ đen cho cậu ấy không? Không cần đâu ạ.
Không sao thật hay sao? Thôi được rồi, có gì thì gọi cho ông nha. Sao anh lại tới đây? Tôi cũng không biết. Tự nhiên lại đi đến nơi này. Không ngờ em thật sự ở đây. Vẫn không muốn nói chuyện với tôi hay sao? Dù sao cũng ở trong cùng công ty, lúc nào cũng có thể gặp nhau. Đúng là hơi gượng gạo. Hôm nay ghi âm một bài hát mới, đã quen tham khảo ý kiến của em, mong em có thể giúp tôi. Sửa theo ý của giám đốc Trần. Đúng. Tôi cảm thấy không phù hợp với tôi. Nhưng giám đốc Trần nói là phải suy nghĩ về thị trường, ra mắt bài hát trước, để thị trường nghĩ rằng Du Tử Duệ là người như vậy đấy. Anh ấy rất có kinh nghiệm ở mặt này, nên anh ấy làm như vậy chắc chắn có lý do. Nhưng mà nếu phong cách của anh được thị trường đón nhận thì rất khó để thay đổi. Tôi cũng suy nghĩ xem có nên thương lượng lại không? Thêm một món cho người không phải bạn trai ăn thử. Ông có muốn nghe bài hát mới của Du Tử Duệ không? Không nghe tụng kinh cả à? Hôm nay ông học được một câu mới, thấy cũng rất dần. Không nghe không nghe, tụng kinh cả mà. Những lời tôi nói, tôi biết. Anh đã nói rất rõ ràng rồi, tôi cũng có thể hiểu. Cũng cảm ơn anh đã cho tôi câu trả lời. Tôi cũng không ngờ mình lại khốn nạn như vậy. Tôi, dù sao thì quan điểm không giống nhau, cũng không thể ở bên nhau được. Mong rằng anh sẽ thành công. Cảm ơn. Hai người ở đây hay sao? Trùng hợp vậy. Chẳng phải anh đau bụng hay sao vậy? Cô đi một cái là hết đau rồi. Có thần kỳ hay không? Tôi ngồi đây không ai có ý kiến gì chứ? Không có. Anh đi theo tôi làm gì vậy? Cứ như đám phóng viên ấy. Đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Nhà hàng này chỉ mở cho một mình cô vào chắc. Đúng. Hai người đó, nên nói gì thì nói đi. Cứ coi tôi như không khí vậy là được rồi. Thật ra thì tôi muốn ăn một bữa với cậu, trò chuyện để có thêm tình cảm lâu rồi. Chọn ngày không bằng đúng ngày. Tôi thấy hôm nay rất tốt, ba người chúng ta cùng ăn cơm. Xin học hỏi trưởng bối. Cô xem Du Tử Duệ người ta khiêm tốn như này. Nhìn lại cô kìa, học hỏi cô ấy đi, được không? Người như anh cũng đủ lắm rồi đấy. Tôi và Tử Duệ nói chuyện về những người đàn ông. Nếu cô không muốn nghe thì cứ đi đi. Sao lại thành tôi đi chứ? Có đi cũng phải là anh đi mới đúng. Lại thêm một người nữa hay sao? Sao vậy? Không phải các cháu muốn đuổi khách của ông đi đấy chứ? Đúng đó, ai đến cô cũng đuổi thì người ta còn làm ăn được không hả? Cháu không chào đón cậu ấy. Bọn cháu không có quan hệ chào đón lẫn nhau. Vậy hai người là quan hệ như thế nào? Tôi không rõ lắm. Nhưng thật sự thì muốn đuổi khách của tôi có vẻ hơi quá đáng rồi. Dù sao cũng là người để tôi kiếm cơm. Ông nói rất đúng. Đây là món ông làm hay sao? Phải đó, cậu thử đi. Cháu cũng là người thường xuyên dùng bữa nhà hàng Michelin, để cháu thử mùi vị xem thế nào. Thử đi. Đánh giá cẩn thận nha. Món ông làm bằng cả trái tim thì cháu phải đánh giá cẩn thận rồi. Phải đánh giá thật tỉ mỉ đó. Đánh giá thật tỉ mỉ. Sao tiệm của ông chưa bị người ta đập vậy? Có phải là ông được xã hội đen bảo vệ không? Cái gì vậy? Chàng trai,
Cậu vừa nói gì tôi nghe không có hiểu. Có ý gì đây? Hôm nay cậu muốn phá cửa hàng của tôi hay sao? Không, không phải đâu. Ông hiểu nhầm rồi. Cháu không có ý này đâu. Ý của cháu nói là ông tài cao gan lớn, lãng phí hết nguyên liệu đó. Bây giờ cậu lại đi đường vòng, đâm cho tôi một dao vào sau lưng. Không, tiệm của ông có thể mở lâu như vậy thì nên biết đủ đi. Cháu chỉ nói thật với ông thôi. Cháu gọi người này đến hay sao? Không phải à? Đi lấy thẻ đen để ông tặng cho cậu ấy. Thẻ đen hả? Tôi hỏi cậu một câu nha. Cậu còn muốn đến ăn cơm nữa hay không? Đương nhiên là không rồi. Suy nghĩ giống nhau đấy. Tấm thẻ đen này là thứ. Xin đừng đến nữa. Tôi đưa cho khách hàng không muốn đến. Cửa bên kia. Nhiều thẻ đen như vậy, thêm một tấm cũng chẳng sao. Cảm ơn ông nha. Vậy có phải là đi được rồi không? Sau này có gì thì sau này nói. Bữa cơm ngày hôm nay vẫn phải ăn cơm, đúng không nào? Nào, cho ít giấm. Có giấm hay không? Giám đốc Mã. Chào buổi sáng giám đốc Mã. Chân Chân, hôm đó nói chuyện với cô có thái độ không tốt. Tôi muốn xin lỗi cô. Em đã quên chuyện hôm đó rồi. Con người em nhiều khi nói chuyện hơi thẳng thắn, dễ mất lòng người khác lắm. Giám đốc Mã, chị đừng để ý nha. Như vậy là tốt. Chúng ta cứ nói thẳng với nhau là được rồi. Thực ra thì tôi rất thích tính cách của cô. Đơn giản, chân thành. Có điều chúng ta không thân thiết. Làm việc lâu với nhau thì cô sẽ phát hiện tôi cũng có tính cách như vậy. Khoan đã. Dạo này tôi có nghe nói vài tin đồn về cô trong công ty. Nhưng cô đừng lo. Tôi là người có đầu óc nên tôi sẽ không tin đâu. Không sao, chị nói đi. Thực ra cũng không có gì hết. Người quản lý nữ và nghệ sĩ nam hợp tác lâu với nhau thì sẽ ăn ý. Nhưng sẽ có một vài tin đồn không hay đó mà. Đó là điều bình thường. Nhưng tôi thấy tôi cần phải nhắc nhở riêng. Không thì sẽ không tốt với cô, không tốt với Bách Thuốc, cũng không tốt với công ty. Phải không nào? Cô là người thông minh, cô hiểu mà. Tôi thật sự chưa từng để ý những việc này. Nhưng cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Không có chuyện đó đâu. Cô không cần giải thích với tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở cô. Tôi thấy đây là điều bình thường. Dù sao thì cô vẫn còn trẻ. Làm người quản lý của nam nghệ sĩ nổi tiếng của công ty, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ghen ghét. Thậm chí có lúc cô nói bừa một thứ gì đó mà chính cô cũng không biết, nhưng lại mất lòng người khác. Thực ra tôi cũng không muốn nói những thứ này. Chỉ là mấy hôm nay tôi nhận được một video nặc danh. Tôi thấy trong công ty nhiều người cũng phức tạp. Cô nên học cách bảo vệ cho bản thân, biết không? Tôi gửi cho cô rồi đó. Chúc cô may mắn. Không viết được nữa. Tôi sẽ không bao giờ đi bệnh viện nữa. Không được, tôi không đến bệnh viện nữa đâu. Tôi thảm quá đi. Cô chọc tôi làm gì? Tôi đã đau thế này rồi mà. Anh ấy dù sao sao cô đến thế? Chẳng nói trước với tôi vậy? Sao chẳng nói trước vậy?
Cô làm gì vậy? Tìm đồ mất đồ hay sao? Tôi không có nhặt lên đâu nha, đến lúc đó đừng có mà nói tôi. Kéo ở đâu vậy? Bên kia. Chị Lạc Lạc đến đây mau. Sao vậy? Bị bọn họ phát hiện ra rồi. Không nên để lộ thông tin sớm như vậy mà. Không thì sẽ quay được thứ tốt hơn. Phải làm sao đây? Không sao đâu. Vậy là đủ dùng rồi. Đây là gì vậy? Đáng sợ thật đấy. Ai làm gì? Tiêu rồi. Mấy hôm trước tôi tắm xong chưa mặc quần lót, đã ở trường đi khắp nhà. Tôi không biết có bị quay trúng hay không nữa. Anh biến thái hay sao? Trong nhà không có ai thì anh ở trường. Cô nói kiểu gì vậy? Tôi ở nhà của mình tắm xong không mặc quần lót đi lung tung cũng không được hay sao vậy? Chẳng lẽ cô ngồi ở đây để thưởng thức tôi thế này? Nghiêm túc nha. Được. Anh có biết việc này nghiêm trọng thế nào không? Phải báo cảnh sát đó. Không. Báo cảnh sát gì chứ? Tôi cho cô biết, việc này nghiêm trọng với các cô. Nhưng mà tới tôi chẳng sao hết. Tôi có làm gì đâu, đúng không? Đừng báo cảnh sát. Có phải anh không sợ bọn họ tung video lên mạng hay không? Không sợ. Cô biết tại sao không? Vì fan của tôi yêu tôi. Bọn họ sẽ không hại tôi. Anh thiếu tình yêu trong ngũ hành đấy à? Tôi từng thấy tên biến thái thích bị hành hạ, nhưng chưa từng thấy ai điên như anh. Lửa cháy đến lông mày mà anh còn như chẳng có việc gì hết. Tôi không có làm gì hết. Tôi giết người hay đốt nhà hay sao? Tôi có làm việc gì không thể để người khác biết hay làm cái gì đó đâu? Tôi vi phạm pháp luật hả? Tôi đi dạo trong nhà của mình mặc quần lót đi lông dông mà bọn họ cũng quản lý. Cùng lắm thì tôi lên tấp tìm kiếm, chẳng sao hết, cứ coi như tuyên truyền, chẳng có gì bất ngờ. Giống hệt như Lưu Nghị Nam dùng mánh lưới quảng cáo rồi bị nghiện. Lưu Nghị Nam là Lưu Nghị Nam, tôi là tôi cũng chỉ là thấy chuyện này không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta, chẳng sao cả. Trịnh Bách Hút, tôi nói cho anh biết, anh là nghệ sĩ của tôi không cho phép anh lên tấp tìm kiếm bằng mấy mẫu tin nhảm nhí. Tôi muốn anh chinh phục mọi người bằng khả năng của mình. Không thì sau này tôi hỏi người khác, Trịnh Bách Hút là ai? Là cái người rảnh quá cởi truồng đi trong nhà. Nghe cô nói như vậy, tôi thấy cũng thú vị. Trịnh Bách Hút cởi truồng. Được rồi, cô đừng nghiêm túc như vậy được không? Cô là bà chủ trong chi bộ khu phố hả? Chuyện này, tôi không có lo nữa. Cô muốn xử lý thế nào thì xử lý đi. Chỉ cần không báo cảnh sát thôi. Học tôi đi. Giao cho cô đấy. Em rảnh quá không có gì làm, đi tìm tài liệu cho chị đi. Đừng có đi lại trước mặt của chị. Chị còn nói nữa hay sao? Lâu như vậy rồi mà chị không tìm cho em chức vụ gì. Làm em ngày nào cũng phải làm việc giặt cho bộ phận quản lý. Mất mặt muốn chết. Em còn trách ai? Nói em làm trợ lý cho Tử Duệ thì em không chịu. Bây giờ còn chẳng có chức vụ. Em là người quản lý cho người nổi tiếng nhất đấy. Sao có thể ra trợ lý cho người mới? Vậy thì em biết giấu mặt vào đâu? Em còn biết mặt mũi nữa hay sao? Uống nước đi, để em rót cho. Không cần. Em dùng sức để ứng phó với chị mà đi làm việc thì đã không như bây giờ rồi. Chị làm gì vậy? Để em xem cho. Du Tử Duệ, nội dung cũng nhiều đấy. Nhiều là tốt hay sao? Em xem, bọn họ chẳng có đầu óc gì hết. Thứ nên giết chứ không nên giết, đưa hết lên cả. Sao vậy? Làm không tốt hay sao? Một người mới thì dù trước đây có từng hợp tác quảng cáo sản phẩm thì cũng không phải là người đại diện chính thống. Không thể chiếc như thế này chỉ để làm tư liệu đẹp hơn. Em nói xem, bây giờ chị đang bàn cho cậu ấy toàn là những nhãn hiệu quảng cáo hàng đầu. Thứ này mà bị bên quảng cáo thấy thì bọn họ có dùng không? Làm việc vô bổ. Đây là thứ trợ lý Hạ Diên mới tuyển vào giết hay sao? Cô ấy không có kinh nghiệm. Em rảnh rỗi thì giúp cô ấy đi. Em giúp một trợ lý hả? Vậy thì chẳng phải thành trợ lý của trợ lý sao? Chị, em có việc, em đi trước nha.
Chị làm việc đi, em đi trước. Sao vậy? Được, tôi biết rồi. Thú vị đấy. Chỉ vậy thôi hay sao? Chỉ có vậy thôi sao đủ chứ? Nếu không lấy được bằng chứng rõ ràng làm Dương Chân Chân không thể trở mình thì chẳng phải cô ta muốn nói gì thì nói hay sao? Vậy nên em đã đích thân gửi một ít bằng chứng cho cô ta. Cô ấy nhận hay sao? Đúng là có nhận. Nhưng có một phong bì, cô ta đuổi theo em suốt 2 dặm, cô phải trả lại. Chị nói xem, Dương Chân Chân đó bề ngoài thì có vẻ cẩu thả, nhưng thực ra là một cô gái rất biết tính toán. Chị nói này, trước đây những thứ cô tặng cho chị, không phải cũng giữ hết lại đấy chứ? Chị của em ơi, đừng có dọa em chứ. Sao có thể như vậy được? Sao chị có thể so với Dương Chân Chân? Chị nói vậy là tự hạ thấp bản thân. Bình thường em chỉ cho chị những món quà nho nhỏ, nhỏ xíu thôi. Đó là từ tình cảm của em. Chị tốt với em như vậy mà, phải không chị? Dương Chân Chân là ai? Em biết cô ta là ai đâu. Cẩn thận cũng tốt. Chị Tôn của em ơi, yên tâm đi. Mấy hôm nữa thì em sẽ dành trình bách hút từ tay Dương Chân Chân về cho chị. Chị ấy à, cứ yên ổn làm người quản lý. Còn em sẽ lo cho fan của nhóm mình. Chúng ta phối hợp làm gì không biết mệt. Vậy thì chắc chắn tài nguyên tiền đồ sáng lạng sẽ đưa vô chúng ta. Giám đốc Mã, chị muốn ra ngoài hay sao? Cô có chuyện gì? 5 phút thôi nha. Công ty có tin đồn, em cũng có nghe nói. Em vốn thấy không liên quan tới mình cũng không đến được em nói. Nhưng bây giờ tin đồn càng lúc càng khó nghe. Em muốn là nếu suy nghĩ cho công ty thì nên nói với chị để chị biết rõ hơn. Cô cẩn thận thật đấy. Giám đốc Mã, từ khi chị vào công ty đến giờ, em đã thấy chị rất thân thiết. Chị đừng nghĩ chúng ta là công ty giải trí, khí chất của nhiều nghệ sĩ trong công ty cũng không bằng chị đâu. Em chỉ muốn cống hiến cho công ty. Sau này nếu chị có việc gì cần em làm thì cứ nói, em đảm bảo sẽ cố gắng thực hiện. Nói xong rồi hả? Được, đến đây thôi nha. Giám đốc Mã, em để hình ở đây trước. Chị xem phải xử lý thế nào đi. Mấy tin đồn này sẽ bị thổi phồng thành nhiều kiểu, nhưng vẫn có chứng cứ đáng tin hơn. Dương Chân Chân là nhân viên của công ty, chúng ta nên bảo vệ cho cô ấy, trừ khi cô có chứng cứ xác thực. Cô hiểu không? Vâng, em biết rồi. Chị làm việc đi, em đi trước đi. Tôi nói này, cô có thể đừng như vậy nữa không? Có phải là mắc chứng ảo tưởng bị hại hay không vậy? Nếu cô còn tiếp tục lo lắng như thế thì chắc là tóc cô sẽ rụng hết luôn đó. Nào, thử cho cô một miếng táo nè.
Được rồi, dạo này anh có nhận món gì kỳ lạ nữa hay không? Ai tặng quà cho tôi chứ? Nhưng mà nếu cô muốn tặng cho tôi thì tôi cũng sẽ nhận đó. Cô có biết quả sung có vị thế nào không? Vị của quả sung, tôi nhớ là có vị chua chua ngọt ngọt. Vậy nên có người nói vị chua chua ngọt ngọt của quả sung cũng giống như hương vị khi yêu. Nhưng mà với tôi, hương vị tình yêu có mùi vị như miếng táo đang ở đây. Cô có muốn thử hay không? Lời thoại của Dương Sao Băng thì tôi cũng thuộc đó. Vậy mà cô cũng biết nữa. Đừng đụng vào đồ của tôi. Cô, ai cho cô nhìn lén đồ riêng tư của tôi chứ? Biết vẽ nữa hả? Cho tôi xem đi. Không được. Tôi nói không được là không được. Đa tài đa nghệ quá ta. Hình như là trang sức đúng không? Anh cũng giống như chị của mình thiết kế đồ, không liên quan tới cô. Không cần cô lo. Anh đừng có khiêm tốn nữa. Chẳng phải nhà của anh là tổng đại lý tại Trung Quốc của nhãn hiệu đá quý Hoàng Thất Châu Âu hay sao? Lây Sen 1855. Đúng rồi, vậy là anh thiết kế đá quý thiệt sao? Tôi nói rồi không có. Cô mau đi làm, để tôi giám định cho. Cô đi làm việc của cô đi. Keo kiệt quá đi. Chắc là không có vấn đề gì nữa rồi. Tạm thời an toàn. Tôi đã nói từ đầu rồi mà cô không tin. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra không có vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất. Anh quên là lần trước chúng ta tham dự hoạt động, fan đã bao luôn tầng ấy. Sau đó khăn, bàn chải, ly anh từng dùng trong phòng đều bị fan lấy đi hết. Làm bên khách sạn suýt nữa thì báo cảnh sát luôn. Chuyện như vậy anh thấy chưa đủ chắc? Dù sao thì dạo này mà có chuyện gì thì cũng phải để ý hết. Hay là thế này đi, cô dọn qua đây ở chung với tôi đi. Có cô trông chừng thì tôi cũng yên tâm hơn. Tôi không có việc làm chắc. Cô phải dọn qua đây ở. Cô là người quản lý của tôi. Tôi nói cô dọn thì cô phải dọn. Đầu tiên tôi là người quản lý của anh, chứ không phải là người giúp việc tại nhà. Thứ hai, mấy chuyện này cũng đã làm tôi sức đầu mẻ trán, không thể xử lý hết được. Tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cảm ơn nha. Mọi người xem video rồi nhỉ? Xem rồi, chưa bao lâu mà. Đúng đó, mấy người nghe tin gì đó? Chỉ là tin đồ mà cũng tin nè. Chúng ta làm công việc gì hả? Chào bữa sáng Chân Chân. Ban nãy không nghe thấy đấy chứ? Mấy người đó. Tôi biết Chân 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 là thứ rách việc mà. Lần trước có người chụp được cô ta với anh Hút, cầm dù cho mình ở Mexico. Xin công ty quản lý hãy nghe tiếng lòng của fan. Chân 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 hiểm thật đấy. Trong các fan đã có người nói rồi, không thì một người mới làm trợ lý được mấy ngày như cô ta, sao có thể đá Tô Vũ Kỳ đi để lên thế chứ. Tôi cũng không phục thủ đoạn này đấy. Kinh tởm mà. Tuy Tô Vũ Kỳ cũng không phải là thứ thuốc lành, nhưng mà cũng không thể đánh được Dương Chân Chân. Tôi thấy cô ta là một người nhào vào lòng quyến rũ anh Hút nhà chúng ta. Sao người như vậy có thể vào Star Entertainment để cô ta đi làm hại người khác được? Đừng có hại anh Hút của chúng ta. Trái tim của Hút Nhật đang rỉ máu đấy. Có đến mức đó hay không? Sao mấy cô có thể mắng ác như vậy? Dù sao thì Dương Chân Chân cũng là người quản lý của tôi. Cô ta có chọc gì đến các cô? Mấy cô còn càm ram nữa thì tôi sẽ tuyên bố thẳng luôn. Thú vị đây. Dương Chân Chân mà biết mình tốt với cô ta như vậy thì chắc chắn sẽ cảm động đến chết mất. Vào đi. Giám đốc Út, ngồi đi.
Về chuyện của Trịnh Bách Hút, em có thể nói bằng lương tâm là anh ta không hề làm việc gì có lỗi với nghề của mình. Đúng là đôi lúc anh ta thích cấu kỉnh, quản lý cảm xúc cũng có vấn đề. Nhưng mà anh ta sẽ không suy nghĩ lung tung về những chuyện thế này. Em nói thay cho cậu ấy hay sao? Nếu không phải giám đốc Lưu xử lý thì đã bị bên truyền thông biết từ lâu. Bây giờ lại có tin đồn về em và cậu ấy. Em không có lập trường nói thay cậu ấy đâu. Vậy là chị nghi ngờ em. Vấn đề không nằm ở chỗ chị nghi ngờ em, mà là em đang khó giữ được vị trí. Chị đã làm nghề này nhiều năm, chị cũng thấy nhiều trường hợp tương tự rồi. Một người quản lý chuyên nghiệp không phải chỉ cần làm đến mức không thấy hổ thẹn là được, mà còn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Không thể để cho những người kia tạo ra tin đồn, đồn hủy mất sự nghiệp em tạo nên được. Chị thấy em dốc sức làm việc nên nhớ đến mình của trước kia. Nhưng mà chị mong rằng em sẽ học được cách bảo vệ cho bản thân, cũng học được cách bảo vệ nghệ sĩ của mình. Lần này là họ nhắm vào em. Em biết là ai rồi. Dương Chân Chân, ở cũng được ha. Thuê hay mua vậy ta? Sao cô tìm được đến đây? Tôi điều tra hóa đơn gửi hàng gần đây của Tôn Vũ Kỳ chọn ra mấy chỗ. Chỗ đầu tiên chính là ở đây. Tôi cũng may mắn thiệt. Đoán mò mà cũng đúng nữa. Có thể tìm đến đây thì cô cũng giỏi đấy. Đúng là gặp nhau ở đây thì cô không nhiệt tình như ở công ty. Đương nhiên rồi, ai cũng biết ai là người thế nào, chẳng có gì phải giấu hết. Cũng mệt. Nói chuyện ở đây đúng là thẳng thắn và tự do hơn. Mau nói đi, tìm tôi có việc gì? Thiết bị quay lén trong con hải cẩu kia, cùng sự bôi nhỏ và tin đồn với tôi là do cô làm phải không? Quay lén gì chứ? Tin đồn gì chứ? Tôi không hề biết. Đã nói là tự do thẳng thắn mà, tôi thật sự không biết. Tôi học đại học chuyên ngành máy tính, muốn tìm được bằng chứng của các cô cũng chẳng cần nhiều thời gian đâu. Tôi không nắm chắc 100% thì sẽ không tìm đến cô, vậy nên hôm nay tôi đến là để cho cô cơ hội thôi, xem cô có muốn tự mình nói ra hay không. Cô đừng có đe dọa tôi thật sự không biết gì hết. Hơn nữa, tôi cũng có xem video kia. Cô và Trịnh Bách Hút thân thiết như vậy, rõ ràng là cô đang quyến rũ anh ta. Theo tôi thấy thì fan mắng hay lắm, mắng đúng lắm. Thì ra kết cấu nhóm của Trịnh Bách Hút lại tệ như vậy là do người đứng đầu có vấn đề thôi. Cô muốn bỏ tôi hả? Cô nhận đồ của tôi mà còn ở đây giở trò phản đối tham mưu. Tôi cũng có bằng chứng đấy, cô tin không? Cùng lắm thì tôi trả lại đồ cho cô, hay là trả tiền mặt cho cô, tôi sao cũng được. Cô không thấy bây giờ nói những lời này đã muộn rồi hay sao? Thật ra cô rất thông minh. Nếu dùng hết suy nghĩ vào việc xây dựng fandom thì có thể giúp được rất nhiều cho Trịnh Bách Hút. Vậy thì mệt lắm. Nếu không phải để ý đến tiền thì ai mà làm mấy việc của fan này chứ? Hơn nữa, Trịnh Bách Hút cũng đẹp trai đấy, nhưng liên quan gì tới tôi? Cô nghĩ tôi là fan không có đầu óc như Trương Tiểu Tuệ à? Vậy thì cô muốn thế nào đây? Đơn giản lắm. Tôi không hợp tác được với cô thì không thể nào làm việc được. Tôi thấy người quản lý của Trịnh Bách Hút nên để chị Vũ Kỳ làm thì hợp lý hơn. Chỉ cần cô chịu nhường đường thì việc khác có thể bàn bạc. Nếu tôi không nhường đường thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể đẩy cô xuống thôi. Có bị làm sao thì cũng đừng trách tôi đó. Tôi thấy lúc hát đến đây thì bỗng nhiên dừng lại. Đợi khoảng 2 giây hay bùng nổ thì sẽ rất tuyệt. Ý anh là đoạn trước đừng hát mạnh mẽ quá, phải thu lại. Đến đoạn này thì tập trung rất mạnh. Đúng, vì cậu chỉ có lúc này là có thể thu hút ánh mắt và tâm trạng của toàn bộ khán giả bị cậu nắm bắt được. Đợi khoảng 2 giây rồi bung ra thì bọn họ sẽ cùng theo sự bùng nổ của cảm xúc. Tôi nghĩ đây là cảm giác phút chốc, nắm bắt được sự thưởng thức của khán giả. Có đôi khi hát chỉ là cảm giác trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc tìm ra được cảm giác đó thì sẽ thăng hoa. Em hiểu rồi. Sắp tới sẽ có một buổi concert của nhiều người. Tôi và giám đốc Đỗ đã sắp xếp cho cậu rồi, để có cơ hội chính thức xuất hiện. Em có làm được không? Tự tin lên. Những buổi diễn tuyệt vời trong tương lai phải được bắt đầu tích góp từ ngày hôm nay. Yên tâm đi, em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Lại lần nữa. Nào, nào.
Xin lỗi nha. Xin lỗi xin lỗi. Anh không sao chứ? Cái này của anh nè. Của tôi hả? Đừng, khoan đã. Chẳng phải cô đi trả áo mẫu rồi hay sao? Sao còn ở công ty nữa? Lo lắng cho chuyện của Dương Chân Chân, không có tâm trạng làm việc nữa. Dương Chân Chân, Dương Chân Chân làm sao vậy? Anh không biết gì hả? Tôi không biết. Tôi toàn ở trong phòng thu thôi. Không biết tại sao mà lại có tin đồn với Trịnh Bách Hút nữa. Bây giờ nhóm fan đang nháo nhào cả lên, còn nói muốn ra ngoài chặn đường cậu ấy. Anh nói xem chuyện gì thế này? Cô ấy đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Chân Chân, cô đang ở đâu vậy? Sắp đến công ty rồi. Cô mau về đi, chú ý an toàn đó. Sao vậy? Có phải là cô vừa gọi cho Lạc Lạc không? Cô nói gì với cô ấy vậy? Cô ta đang kể khổ trong nhóm fan, nói là cô đe dọa cô ta, còn muốn ra tay với cô ta kìa. Đừng có nói lung tung nữa. Tôi không cần biết có phải lung tung hay không. Bây giờ bọn họ đang hăng máu lắm, không thể ngồi yên được đâu. Nói lại phải tìm cô tẩn cho một trận, tiêu diệt cô. Cho tôi biết bây giờ cô đang ở đâu để tôi đến đón. Tôi nói này, lát nữa chúng ta không được sợ. Phải, dám thân mật với hút của chúng ta. Gan to bằng trời mà. Đến rồi kìa, bây giờ tôi đang ở ngoài, sắp đến công ty rồi. Cũng không sao cả. Đi đi đi, yên tâm. Dù có gặp fan của anh thì họ cũng không làm gì được tôi đâu. Bây giờ là xã hội gì chứ. Dương Chân Chân. Alo. Alo, cô có chuyện gì vậy? Alo.